Hello everyone, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp về bài môi trường sống của các loài động vật. Và ở đây là một bức tranh về đồng cỏ, cây bụi, gọi là savanna. Savanna. On the savanna. Trên đồng cỏ, trên thảo nguyên. On, chúng ta dùng dưới từ on nhé. On the savanna. Vậy có các con vật nào sống ở trên thảo nguyên? Hippo. Con hà mã sống trên thảo nguyên, the hippo lives on the savanna. Con voi sống trên thảo nguyên, the elephant lives on the savanna. Con sư tử cũng sống trên thảo nguyên, the lion lives on the savanna. Và con báo cũng sống trên thảo nguyên đấy, the leopard lives on the savanna. Và bây giờ các bạn sẽ cùng ôn lại cả bài học của chúng ta bằng cách giới thiệu về từng con vật và cho biết con vật đó sống ở đâu nhé. Chúng ta sẽ giới thiệu bằng cách trả lời cho các câu hỏi sau. What is it? Nó là gì? Where does it live? Con vật đó sống ở đâu? Where is it now? Where is it now? Tức là nó đang ở đâu, nó đang ở vị trí nào lúc này. Hãy nhìn vào bức tranh. Con hổ thì các bạn biết là con hổ sống ở rừng này và lúc này nó đang đứng ở cạnh hòn đá đúng không? Vậy cô giáo sẽ giới thiệu bức tranh. Cô giáo sẽ giới thiệu bức tranh như sau. It is a tiger. It lives in the forest. It is near the rocks now. Chúng ta sẽ thay thế bằng từ it. It có nghĩa là nó. It is a tiger. Nó là một con hổ. It lives in the forest. Nó sống ở trong rừng. It is near the rocks now. Còn bây giờ thì nó đang đứng ở cạnh cái hòn đá. Tiếp tục nhé. It is a shark. It lives in the sea. It can swim. Đây là một con cá mập. Nó sống ở dưới biển và nó có thể bơi. It is a shark. It lives in the sea. It can swim. Đây là một con sư tử. Nó sống trên sàn thảo nguyên và bây giờ nó đang đứng ở đằng sau cái cây. It is a lion. It lives on the savanna. It is behind the tree now. Tương tự như vậy, các bạn hãy giới thiệu về các con vật mình đã học nhé.